Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Mình đã từng ăn rong nho của công ty Nữ Hoàng Rong Nho với thức ăn lạc, thức ăn mặn, ăn kiểu Nhật, ăn kiểu Việt Nam đủ hết phải không nè. Bây giờ mình ăn ngọt, ăn với chè, uống sinh tố. Nha. Để cho thấy rằng cái rong nho là một sản phẩm thiên nhiên. Không phải chỉ ăn đơn thuần là chỉ rong nho rồi thôi, mà mình còn chế biến đủ loại hết. Để cho các bạn có thể dễ dàng sử dụng rong nho khi mình tiếp cận với nó. Một trong những loại sản phẩm hiện giờ được yêu chuộng vì nó tốt cho sức khỏe và làm đẹp làn da của con người. Mà thích hợp cho cả tuổi già lẫn tuổi trẻ nữa. Bây giờ tôi nói đang cầm cái ví dụ là mình ăn với chè sâm Bửu Lượng. Đây, chè sâm Bửu Lượng nè. Úi chà, khủng khiếp chưa? Chị này chỉ để rong nho vô luôn rồi nè. Cái chè sâm Bửu Lượng đó là mình trong này có táo tàu nè. Dạ, có nhãn nhục nè, có bạch quả nè, rồi có u cha ơi đủ thứ hết luôn. Có thạch, có sen, hạt sen nữa. Ở chà, cái này là thường thường có phổ tai nữa. Cái sâm Bửu Lượng đó mình chế đủ thứ hơn. Này, và trong này có bo bo luôn. Có nấm tuyết. Dạ. Ô, có nấm tuyết rồi. Bo bo là cái gì vậy chú? Dạ, bo bo là bo bo mà cái lấy gì là tại vì con sinh sao để muộn không biết. Chứ sao năm 75 lặng bo bo dữ dội luôn á. Ngon quá. À, đây nhãn nhục nè. Trái nhãn. Rồi. Trái nhãn tươi cũng có nè. Đó. Bề táo tàu. Úi chà. Ngon. Dựng hàng để làm gì? Dạ, để là thứ nhất là cho đẹp, thứ hai nữa cho biết là mình ăn chè với lại rong nho rất là ngon. Mà cái này mới chế biến thôi. Dạ, cái này là hầu như chứ hồi xưa giờ đâu có ăn rong nho với lại chè đâu. Dạ, hầu như mọi người là chỉ ăn chè thôi, không có biết tới rong nho. Nhưng mà bây giờ mình như là con ăn thử, con thấy ngon, cho nên là con share với mọi người là rong nho ăn được chung với những cái món ngọt. Chú tin tưởng rằng rong nho có thể ăn chung món ngọt. Dạ. Nhưng mà ngon hay không chưa biết ạ. Dạ, vậy giờ chú ăn thử. Đâu có ăn trước đi. Dạ, rồi ăn chết rồi sao? Dạ không, con ăn nhiều lần rồi. Nghe cái tiếng giòn rụm. Giòn, ngọt ngọt. Có cái mùi vị của cái... cái này là gì? Nấm tuyết. Nấm tuyết, dạ. Quyện với nhau, có cái mùi rất là đặc trưng. Mà không biết nó là mùi gì. Để giờ Thảo ăn thử coi. Cái mùi lạ. Được đó, bây giờ á, giờ Thảo sang như thế này. Bây giờ mình thử cắt nó ra. Bây giờ thấy không? Thí dụ bây giờ mình để cọng dài nha. Để cọng dài như thế này mình ăn. Cũng được thôi. Dạ. Trộn vô. Ô, mà cái này mình trộn chắc nó không sọp đâu là tại nó lạnh, đúng không? À, nó cũng bị dợp xuống. Dạ. Là bởi vì nó có cái chất ngọt, chất đường. À. Nó giòn. Nó ngon à. Chứ không có thường đâu. Nè. Ngon quá. Lạ. Ngon. Ngon. Nó giòn trong miệng. Giống như mình ăn chè với loại cổ tai vậy chú. Nhưng mà cái cổ tai thì mình ăn nó có một cái vị khác. Còn rong nho thì có một cái vị khác, nó giòn, nó lạ lạ, vui miệng à, mà rất là cái ngon. Này mình ăn chè đậu xanh, mình để lên vẫn được. Nhưng mà chè đậu xanh đừng ăn nóng. Ăn nóng bỏ này vô thì nó sẽ sọp xuống phải không? À, cũng không có sọp xuống giống như là nhưng mà nó lợ lợ, nó nguội nguội. Thà mình chè đậu xanh để lạnh luôn, mình để cái này vô. Theo chú nghĩ vậy cũng được, nhưng mà hôm bữa nào con ăn thử chè đậu xanh khi mà nóng. Bây giờ mình không cần cắt nhỏ ra đâu, mình để nguyên luôn, để nguyên vô trộn lên nè. Nguyên chùm nữa nha, đó là nguyên chùm nha. Mình bỏ vô mình trộn lên. Chà, này hàng cao cấp à nha. Sâm Bửu Lượng là cao cấp rồi, còn để thêm rong nho vô nữa. Úi cha, đây. Wow.
ngon quá. Thật là ngon. Nếu bây giờ mình chỉ lấy nước đường thôi, mình để rong nho vô ăn, nó chỉ sột sột ngọt ngọt, nó ngon. Phải là sâm bổ lượng, phải là chè, nó có hương vị rồi. Mà cái này là đủ loại rồi, đủ loại quả rau trong này. Bây giờ mình đổi, cái màu sắc đẹp luôn, nó màu xanh đẹp luôn. Dạ. Thật là ngon. Thịt nữa nè. Rồi. Rất là ngon. Một cái ly sâm bổ lượng này, một hồi ăn hết cái rong nho trước khi ăn sâm bổ lượng. Mà thiệt. Cái này có lý đó. Cho nên các bạn nào mấy cái chỗ bán chè đó, thử nghiên cứu coi. Mình đem rong nho mình kết hợp với cái món chè Việt Nam mình. Việt Nam mình có nhiều loại chè lắm luôn. Và nhất là đặc biệt các loại nước mát uống nha. Ồ, cái rong nho này mình làm trong nước mát uống vẫn được đó nha. Hay là ăn xay sinh tố, đúng rồi. Bây giờ như gì nè các bạn, bữa nay mình xay sinh tố rong nho. Thường thường cái sinh tố đó, cái mà nguyên vật liệu để xay nó phải có cái hương vị đậm đà. Tôi nói thí dụ đu đủ, sinh tố đu đủ, tại vì đu đủ nó có mùi đu đủ, nó có cái vị ngọt của đu đủ và cái mùi vị đu đủ, cộng thêm sữa với đường rồi nước đá lạnh nữa, tạo thành cái smoothie, tạo thành cái sinh tố để mình uống. Sinh tố xoài được, tại vì xoài chua. Sinh tố chanh được, sinh tố cam được, sinh tố mít được, sinh tố ổi. Chưa nghe. Nhưng mà chú có làm rồi. Ngon chú. Bây giờ trái ổi người ta đã làm nước ổi rồi, Java, phải không? Java hay vậy đó, là uống cũng nước ổi cũng thơm ngon lắm. Mình xay sinh tố vẫn được, nhưng mình phải lọc nó ra. Lấy cái hộp với cái xác ra thì cái mùi vị ổi vẫn uống được. Cốc cũng vậy thôi, xoài cũng vậy thôi. Rồi sinh tố mít nè, sinh tố mãng cầu. Nói chung cái trái cây sambuche, miễn là trái cây nó có cái hương vị thì mình xay sinh tố được. Sau này người ta xay thêm cái loại sinh tố mà rau củ quả nữa, để mà uống thay vì ăn nó mất công quá nha. Thì bây giờ cái rong nho này đặc biệt là nó không có cái hương vị đặc biệt. Nó không phải là như mùi đu đủ hay mùi xoài, mùi mít, mùi ổi gì đâu. Mà nó chỉ là cái hương vị của biển cả thôi. Nó nhẹ nhẹ khi mình rửa sạch. Thì bây giờ xay sinh tố thì đương nhiên là có đường. Ở đây có đường phải không? Dạ, mình có đường. Có đường, có sữa, có mật ong và có chanh. Đây là sinh tố chanh rong biển, rong nho. Còn nếu mình xay với trái cam thì gọi là sinh tố cam rong nho. Mà mình xay với tắc là sinh tố tắc rong nho. Còn cái gì nữa? Mình có thể xay với bưởi. Dạ. Là những cái trái cây đó là những cái trái cây thích hợp nhất để mình xay sinh tố rong nho. Còn là tại vì qua nghiên cứu xay nhiều loại rồi thì mấy trái đó là hợp. Nói chung mấy trái mà chua chua ngọt ngọt nó hợp với cái rong nho hơn là những cái loại khác. Ví dụ bây giờ đưa đu đủ vô, cái mùi đu đủ nó át hết rồi, cái rong nho không còn hương vị gì nữa hết. Phải không nè? Dạ đúng. Bây giờ Việt Thảo và Vân sẽ xay thử cái sinh tố chanh rong nho uống để cho quý vị thấy. Và nếu ở nhà có thể làm uống thử nha. Tại vì bình thường ta uống sinh tố chanh rồi, nhưng bây giờ để rong nho thêm để có thêm chất bổ dưỡng, chất tươi xanh cho cơ thể của mình. Dạ. Yeah? Ok, yep. Vâng. Đây là mật ong, mình để mật ong vô trước ha. Uh-huh. Liều lượng là tùy mình thích đúng không? Dạ, tùy mình thích. Dạ. Mình thích nhiều mật ong thì mình để nhiều hơn chứ. Yeah, cho nó ngọt. Nó thơm nè. Uh-huh. Rồi mình nặn chanh vô. Chanh cũng vậy, tùy mình muốn chanh nhiều hết. Mùi chanh nhiều thì mình để nhiều. Uh-huh. Còn nếu mà mình muốn chua nhiều thì mình để nhiều. Ui cha, nặng gì biết tới chừng nào trời. Đưa đây nặn tiếp cho. Ủa mà quên mang bao tay vậy? Được rồi, không có sao. Cô Văn nói sợ mình quên mang bao tay. Đây nè, mình mang bao tay đây, mình nặng tay này nè. Cái này làm ở nhà uống mà. Ui cha, cái chai chanh này ít ra, ít nước quá. Nhưng mà nó muốn nặng mà ra nước, có nặng gì đâu. Này nó còn non. Đây, lấy cái muỗng chịu vô. Đó, nó ra nước hơn. Dạ. Dạ thôi được rồi, đủ rồi. Đủ chua rồi. Dạ. Rồi, tới chú hấu rong nho để vô luôn đi. Chú à, rong nho cũng nhiều ít. Dạ. Con nghĩ nhiều đi chú. Cái này nha. Thêm được đi thôi. Chú. Dạ, thêm đi.
Nhiều mình uống vậy? Mình uống cho nó đậm đặc. Ok. Dạ. Được chưa? Dạ được. Wow, hết 100 gram rau nho rồi. Đường cát. Dạ, mình để đường vô. Dạ. Ngọt. Sữa không? Dạ để sữa, mình muốn nửa hộp không? Dạ, con thì con nhiều. Thì con thích béo nên béo. Con để nhiều. Nửa hộp luôn. Dạ. Rồi, nửa hộp. Bảo đảm là đúng nửa hộp luôn thấy không? Rồi. Khi mà mình xay cái rong nho đó, các anh chị nhớ là mình dùng cái máy xay mạnh tí xíu. Tại vì mạnh nó sẽ nghiền nát cái rong nho. Còn nếu mà có cái máy xay mà nó không có đủ độ mạnh đó, nó sẽ không có nghiền cái rong nho. Thì nó nghiền nát cái máy. Dạ không, nó không nghiền, nghiền nát cái rong nho sẽ còn bợn bợn, uống sẽ không có ngon. Yes. Ok. Mình đeo bao tay này. Giờ đây. Úi chà. Bên này. Đây. Rồi. Đây là sinh tố chanh rong nho. Đặc biệt, sinh tố chanh rong nho của công ty Nữ Hoàng Rong Nho được sản xuất tại Hoa Kỳ. Uống không có sinh tố ở đâu có hết, tại vì chưa ai si sinh tố rong nho như chúng tôi. Uống nè. Chưa thấy sao? Đầu tiên cái màu xanh này của rong nho là một cái loại sinh tố mà có màu sắc đặc biệt rồi. Nha, màu xanh rất ngộ, đặc biệt. Nhưng mà nếu ở nhà xay, mình xay đậm như vậy. Chứ nếu mà ai xay bán đi rong nho mà để vậy là lỗ là cái chắc. Hay là ly một đồng sẽ thành ba bốn đồng. Bây giờ đó, cái hương vị là đương nhiên nó có mùi chanh. Tại mình để chanh. Mà mình để tắc nó sẽ có mùi tắc, cam sẽ có mùi cam. Và cái ngọt của mật ong, của sữa, đậm đà, thơm béo. Cái rong nho này, khó nói lắm, khó nói lắm. Nó có một cái mùi rất là đặc trưng cho nên phải uống chứ không diễn tả được. Nó ngon, đặc biệt. Nó ngộ lắm. Mình uống sinh tố đu đủ mình biết đó là sinh tố đu đủ. Uống sinh tố rong nho với chanh. Mình không còn nhận dạng mùi mùi chanh. Mà mình không có biết nó là sinh tố rong nho. Cho nên bây giờ hỏi cái mùi vị như thế nào. Nói thiệt nha. Diệp Thảo không biết nói. Không biết nói thiệt. Mà nó ngon. Nó có cái mùi mùi chanh nhẹ. Okay, hiểu rồi, hiểu rồi. Mùi mật ong. Không. Chanh thì nó chua. Mà cái này nó giống như chanh mà chanh muối nhẹ lắm. Tại vì có thể rong nho cái hương vị nó hơi mặn mà. Dù là mình rửa sạch cỡ nào thì nho, rong nho nó vẫn còn mang cái hương vị đậm đà của biển. Nó có. Nó có. Thành ra cái này chanh chua mà chua nó hơi mặn nhẹ. Trời nói không được. Nó ngộ quá à. Cái mùi nhau ngon sao ta. Trong nho thì nó không có mùi vị gì hết. Mà say ra uống không có nhớ. Như là mỗi tuần nhiều lúc con uống 4-5 lần đó, khi uống mỗi ngày luôn mà con cũng không diễn tả được. À đúng rồi. Mùi rong nho. Nói chất quớt. Cho nên quý vị và các bạn, cái mùi vị như thế nào, thôi xin để cho quý vị ở nhà pha chế uống rồi tự cảm nhận lấy. Nhưng có điều phải xác nhận rằng, cái thứ nhất uống ngon miệng. Ngon miệng là giống như sinh tố bình thường với chanh hay cam. Hay là bưởi tùy theo mình xay. Ngon là gì? Có mật ong, có ngọt và béo của sữa, của đường. Và ở đây màu sắc rất tươi mát của màu rong nho. Và có một điều khi mình uống, cái cảm giác của mình. Mình đang đưa vào trong người mình, đưa vào cơ thể mình một cái lượng sinh tố. Một cái lượng thực phẩm thiên nhiên đó là rong nho. Mà nó tốt cho sức khỏe của mình. Cái uống ngon không chưa đủ. Mà cái cảm nhận của mình cảm thấy cái thức uống này nó mang đến một cái năng lượng mới và tốt đẹp cho sức khỏe của mình. Cái đó là cảm nhận của Dịch Thảo. Còn ngon như thế nào? Ngon thì có ngon, uống ngon miệng lại cắt rồi.
nhưng mà cái hương vị như thế nào chắc để quý vị nhận xét chứ tôi không dám nói. Nhưng mà có điều là nó cái chanh mà nó không phải chanh muối mà nó có hơi vị nó lờ lờ mặn trong đó, ngon quá. Hãy công nhận là ngon. À, có một điều khi nói rong nho, đầu tiên đó, là chú cứ nghĩ là mình ăn rong nho thôi. Và chấm với cái nước sốt mè, thấy không? Sốt mè, mè rang là hết rồi, chỉ có vậy. Nhưng mà khi mà ăn qua rồi, thì từ cái rong nho mình mới thử nghiệm và trải nghiệm thêm. Mình có thể ăn kết hợp với các thực phẩm khác của Việt Nam mình. Và ăn với thực phẩm của Nhật luôn. Chính bản xứ mà cái nơi mà bắt nguồn ra cái rong nho này. Như vậy thì Việt Thảo mong muốn quý vị hãy thử qua đi, ăn thử cái rong nho Việt Nam. Hay là nếu có điều kiện, cứ việc nhờ người mua rong nho từ Nhật về để ăn cho biết. Rồi ăn thử cái rong nho sản phẩm của Việt Nam mình. Nhưng mà tôi nói rõ nha, đặc biệt là của công ty nữ hoàng rong nho Việt Nam. Chứ những công ty khác tôi không biết. Để so sánh thử coi cái chất lượng của rong nho mình nó so với Nhật Bản như thế nào. Nếu có điều kiện chúng ta thử ăn thử. Còn nếu không có điều kiện thì hãy thử ăn rong nho của Việt Nam. Và chính tôi là người đã trải nghiệm ăn rồi. Ngon. Và tôi biết nó bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe của mình. Và tôi muốn rằng cái rong nho Việt Nam không phải chỉ như mọi người nói là ăn để cho giảm cân, ăn để cho tốt sức khỏe, chưa đủ. Mà mình phải chế biến ăn kết hợp với những thực phẩm khác của Việt Nam. Để biến thành cái văn hóa ẩm thực Việt Nam phong phú hơn trong cái thực đơn của mỗi gia đình. Chỉ là cái rong nho, một sản phẩm thiên nhiên, một cái thực phẩm thiên nhiên, một cái rau cỏ thiên nhiên. Nhưng mà đặc biệt rong nho của công ty Nữ Hoàng Rong Nho là trồng ở nơi không có hóa chất, ở nơi môi trường không có ô nhiễm và được bảo quản rất tốt và được phân phối khắp nơi. Như vậy nghe quý vị và các bạn, hãy liên lạc với công ty Nữ Hoàng Rong Nho để chọn cái sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi đã chọn lựa cho quý vị cũng như các bạn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục qua phần kế tiếp. Chúng ta sẽ nói về rong biển của công ty Nữ Hoàng Rong Nho. Alright, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicaid, rồi 401k cũng có, rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm, muộn hay không muộn. Đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ, mình hiểu biết được, nhưng chưa chắc. Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp, professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không rõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770-454-1182. Nhớ nha, gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.